Rồi đầu tiên mình phải có cái SAM, mình cài cái SAM, mình khởi động hai cái Apache và HTML. Đầu tiên cái này trước. Và tải cái sụt của tôi gửi về. Đó, sau đó mình mở cái SAM lên, mở SLOR. Vô HTTP. Rồi vô đây tạo thư mục mới là 22DM70. Tôi có rồi, tạo 22DM72. Rồi chép hai cái file mà tôi kêu tải về ở trên Google Drive. Hai file này ở trên đây tải về. Mình vào đây. Cái tên nó y sao để y vậy, không được sửa tên nha. Rồi sau đó mình mở cái tab mới Google, gõ là http://localhost/22DM72. Enter cái. Thì nó sẽ dẫn vô cái thư mục cài đặt của mình ở trong cái SAM ở đây. Nhìn đúng cái file và cái intone ở đây nha. Rồi sau đó mình bấm nhúng intone để dẫn cho mình cái phần cài đặt nha. Đây. Ở đây mình đồng ý, bấm nút đồng ý nha. Rồi next. Nó đang giải nén, quá trình nó giải nén cái sụt ra. Đó. Giờ tới phần database và user và password thì sao? Mình mở cái SAM control lên, bấm admin thứ hai nè, HTML nè, admin thứ hai. Đó. Rồi mình tạo một cái database mới. Mở lên cho mình để mình tạo một cái database mới để mình cài đặt nó. Rồi cơ sở dữ liệu. Rồi sau đó mình tạo cơ sở dữ liệu mới là 22DM72. Rồi tạo. Mình nhớ cái tên này luôn ha. Mình tạo tên gì mình nhớ tên đó. Ở đây sẽ sinh ra cơ sở dữ liệu của mình đây. Mà chưa có gì hết ha. Thì mình mới qua phần duplicator hồi nãy. Chỗ này database là 22DM72. User là user root. Như khi mình dùng SAM là user mặc định là root. Lúc nào cũng vậy. Mình cài website trên SAM là user root, password là trống, test database và next, ok, intone. Tới đây nó có tiêu đề website này, mình muốn website mình website gì, website bán hàng, website bán bánh trung thu, website mình sửa lại tiêu đề đây. Yeah. Còn nếu như mình không muốn để nguyên thì để nguyên. Rồi option dưới đây nó cho mình tạo mới cái tài khoản để đăng nhập vào cái WordPress này. Thì mình tạo mới tài khoản, username, mật khẩu, email, nickname, password mình tạo mới. Còn nếu như mình không muốn tạo mới thì mình sử dụng cái tài khoản mà tôi đã gửi vô nhóm rồi thì ok, để nguyên vậy. Tài khoản DM70 ấy, mình sử dụng tài khoản đăng nhập luôn. Lắp in vô. Login bằng tài khoản tôi gửi vô nhóm ha. Không mà tạo mới tài khoản mới riêng cho các bạn ha. Tài khoản này là DM70, mật khẩu là
DM70 21 2023, đúng không? Rồi bấm in vô là nó dẫn vô cái quạt red của mình. Đó, dẫn vô WordPress mình đây. Thì bữa sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn những công cụ ở trên trên cái trang quản trị WordPress này như thế nào nha. Đó. Bữa sau tôi hướng dẫn các bạn. Rồi các bạn sau này các bạn muốn thực hành trên cái SAM này thì bạn phải khởi động SAM lên, start cái Apache Webmail, rồi mình chạy đường dẫn là website mình là localhost/22dm72 là trang website của mình. Và mình muốn vô cái trang quản trị thì mình làm như thế nào? Trang quản trị thì mình localhost/wp-admin tài khoản và mật khẩu như cũ nha. Tài khoản mật khẩu như cũ như mình trang thực hành của mình đây. Rồi tài khoản mật khẩu như cũ mình đăng nhập vô. Và từ website này mình có thể tùy biến thành nhiều cái website khác mình muốn nha. Đó. Rồi, cái đó là mình cách mình cài đặt nha. Cài đặt website nha. Ở đây có công cụ là duplicator để mình có thể backup nó lại. Cũng như mình làm tới đâu mình nó backup nó lại bằng công cụ duplicator. Nó giống như là mình sử dụng công cụ duplicator, mình có thể backup trên cái website đang chạy online mình về cái thằng SAM này để mình có thể restore lại, để mình có thể chỉnh sửa trên SAM mà không ảnh hưởng gì ở trên cái thằng online. Nên sử dụng công cụ duplicator. Duplicator, bữa sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn là để mình sử dụng công cụ duplicator để mình backup từ trên cái website chính của mình về về cái SAM này. Cách restore cũng giống như vậy. Rồi, kết thúc video đây luôn ha.